Vô chung kết cạo đầu nha Manny. Rồi, ok hỏi luôn. Sao quá. Rồi thằng nào nãy vừa nói là tự cạo nha. Ghi âm có hết rồi đó, thằng nào mà rồi mà ok là cạo đó. Gì tự cạo hả? Không có tự cạo, ý là phải cạo. Ừ thì phải cạo chứ tự cạo hơi ghê vậy. Đấy là có Easy Love này, kia nha này, Hippe này. Ôi, Hippe sắp cạo đẹp trai, Hippe nó sắp tới vợ mà cạo đầu sao rồi. Cứ vợ cạo đẹp trai luôn chứ. Anh Khánh đâu? Thì anh có nãy có ok đâu. Ôi giời ơi. Nó giờ cạo không nuôi nửa năm mới mọc bù rồi. Thôi ơi, giờ anh cạo gì có cái tóc anh mọc nhanh hơn á. Nói chung là anh em bữa giờ mình cũng vất vả nhiều rồi, bây giờ mình bỏ hết qua những cái mà không vui hay là làm mình cảm xúc không tốt, mình cứ tập trung vô cái trạng thái đỉnh cao nhất của mình thôi, là những cái gì mà có là hay làm cho mình tập trung tuyệt đối vào game, thì mình nghĩ tới khoảng thời gian đó, xong rồi mình tưởng tượng lại, mình tưởng tượng lại là mình tập trung vô mình đánh. Nhớ là tự tin, xử lý kỹ năng, giao tiếp, hai cái này muốn nhắc mấy đứa làm gì làm phải giao tiếp. Ok, cố lên nha. Một, hai, ba, go! Ok, chơi luôn. Ngắn gọn thôi. Ca đi. Ngắn gọn. Ngắn, làm bắt mình ở kia ra nhìn nhau. Ngắn gọn xúc tích. Go, go, go. Go. Go.
Bay đi. Yeah. It's very early right now, guys. But it's okay. Gam is used to our morning routine. We wake up early. This is what we do. Let's go. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Anh gọi 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 lấy máu luôn á. À, em có kéo nha. Ê, trời anh đi vào, trời anh đi vào, trời anh đi vào. Em có em chặn rõ anh em ơi, cho nó không có. Ê, gì? Ta kéo tao ngoài, kéo tao ngoài, kéo tao ngoài, kéo tao ngoài. Rồi rồi. Ê, coi chừng. Rồi, từ 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 từ. Rồi, rồi rồi. Kéo kéo hướng này, kéo hướng này. Em cứ đứng hướng hướng đó thôi, thấy chưa này. Nhìn nhìn thằng mít nó chuẩn bị đi vòng á. Kéo vào đây, kéo vào đây anh em ơi. Đang kéo, không kéo được em nào xuống. Kéo được. Chắc phải lên nhìn lên nha. Em rờ luôn á, em. Rồi, chết rồi, chết rồi, chết. Tam dòng rồi đánh, nhấp dòng rồi đánh. Đừng nó không lát nha, đừng nó không lát nha, nó vô. Ê, nhưng liệu có thể phong người được hay không? Chỉ là Tennis còn không được chơi game ở pha thi đấu đó. Bây giờ Gam họ đang muốn đẩy ở đường giữa này. Và Sparta đây bị tấn công, không biết tiếp cận Sparta mất tốc biến mới từ lại ra. Và Sparta nằm xuống quét sạch hoàn toàn danh chơi bên phía của Gam. Chắc sụp. Anh nghe thầy về. Hold on. Ê nhìn sụp. Cái tự lên đây. Ôi trời em, trời em. Lên. Mít giờ anh lớn mất rồi, lớn mất rồi. Ôi để mất quay mít. Hút hết quay anh 6 nha. Sắp 6 á. Ok em. Ê vòng luôn, vòng luôn. Anh đai được nha anh em ơi. Em 6 nha. Anh vô luôn. Anh vô ta. Ê ta. Ok. Nice em ơi. Nice. Án tự dành cho 3 thành viên của đường dưới của team Well. Helio đang quá xuất sắc. Mày biết game thì tay vào đây nè. Đếm nó mới dậy, đếm nó dậy. Đi ăn anh em ơi. Ê, đếm không đồng hồ, đếm không đồng hồ. Ê, chấp ơi, chấp. Cái này. Đi gồng anh em ơi. Ê, gì?
Pha đã mổ, Pha đã có double kill, Pha đi rồi đi đuổi vào nguồn của Levi và đó là emo. Pha đã tiếp tục đánh, Pha đã tiếp tục quẩy, Pha đã tiếp tục chặt và đó sẽ là triple kill dành cho Pha đã. Quadruple kill. Ok team ơi, it's ok. Let's go, let's go, let's go. It's ok. Thở sâu vô em ơi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chúng ta để xuống tinh thần, mình vẫn còn cơ hội với lại mình đánh cũng trên cờ tụi nó lúc đầu rồi. Let's go! 2, 3, GAM! Mình nhập lực mạnh hơn nha, nhớ nhiều đấy nhá. Ít thở sâu vô, 4, 4, 6, ít thở sâu lại. À, gì á thì con Nicole ngon. Còn nếu mà em không tự tin thì em có thể bị kè. Nhưng mà con vô công thì nó cũng sương sương, nó không phải là con gấu nha băng. Ok nè. À bù bù anh thấy đó, cũng giờ được băng rồi. Chọn thôi. Băng chọn thôi. Băng băng chọn tự tin. Em muốn cái con em muốn đánh thôi. Còn reo luôn. À còn reo luôn. Thế em muốn đánh bị kè hơn á. Rồi lấy okay. Bị kè. Bỏ đang đi làm mít. Đang ta nhìn đang nhìn đang nhìn đang nhìn. Đi vào đây đi vào đây đi vào đây. Giác lên, giác lên. Đây nhìn, giác con lát, giác con lát, giác con lát nha. Cứ lên thêm, cứ lên thêm. Biết được anh ơi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đó nói chung mình đánh giao tranh mình ok rồi đó. Nói nè, đừng giai đoạn đầu mình chắc là được. Là giao tranh mình sẽ hơn nó ok. Biết chưa, đừng có làm gì mà thiệt thòi lên đến. Ok, 1, 2, 3, go. Giao tiếp vô. Nhanh nhảy bốn. Let's go MVP. Tới sụp luôn anh ơi. Nhà đây anh à. Tới tẩy. Đây nhấp xuống dưới nha anh em ơi. Em còn nghe. Ê, em đi bọc không? Về biết nhìn biết này thầy biết anh coi. Okay. Tấn công vào trụ bảo vệ chính thứ hai. Nỗ lực từ Killer Win đang xương nó vào bóng. Mất hai trụ bảo vệ chính. Killer Win nằm xuống. Trụ nhà chính trơ trọi. Và GAM là đội đi tiếp trong cặp BO5 ngày hôm nay. GAM giành chiến thắng và GAM điên tên mình vào vòng trong. I'm hungry. Đói quá. Let's go. Good job coaches. Let's go! Come on, let's go, baby! We need revenge! Go! Cool, man. Thế mọi người chơi giống một cái team. Một cái team là giống là GAM, right? Thì đầu tiên á, I want to say good job to Easy Love, first MVP for the first match. Thì là trước đây là maybe bạn có một cái team chưa mạnh giống cái team mình đang có ở đây. Thì bây giờ là cơ hội của em để tỏa sáng của em, để cho mọi người nhớ lại em, right? So I hope to see ngày mai cũng vậy. And Mr. Emo today, coming out party. Hôm nay, back to back, I think MVP of the team, so let's keep that all together. So good job, everybody. Great way to lead the team and as a team cùng nhau. So
together we rise, right? So this is just the first. Nhà mai tiếp, keep going and keep going. So get some rest. Về nhà nghỉ ngơi. Tag team, man. Team, man. Yeah. Let's go. Let's go. Gan, ba, go. Thế anh chỉ muốn nói một cái cuối cùng, hồi nãy không nói một chút là cái lý do tại sao mình làm morning routine, tại sao là các em hít thở, tại sao mình hoạt động hàng ngày á, là cho mấy cái moment giống bia, mấy cái moment mà mọi người phải đi đấu, mình không biết là mình sẽ phải đấu sáng sớm như vậy hay không, but anh tin là các em sẽ tỉnh táo hơn mấy bạn khác, tại vì mình đã chuẩn bị cả mùa cho cái buổi bia. Thì đây là mình đang chơi best of five, right? Anh tin là cái sức khỏe của mọi người sẽ tốt hơn là mấy bạn mà không có cái morning routine, mà không có cái thói quen như vậy. So mọi người cứ giữ lại cái trạng thái đỉnh cao của mình, làm sao để cái cái thể chất của mình nó tốt. Sau đó tập trung vào cái làm gì để mình hỗ trợ team and just keep winning, baby. Alright. Again? Again? Okay, một lần nữa. Nói chung lát hồi mình cứ tập luyện răng đi rồi tối mình đi ăn với nhau vòng vòng rồi mình nói chuyện là xong. Yeah. Okay. Okay. Tinh thần mình ngủ tốt. Yeah. Ibo. Ibo. 1, 2, 3, go! Mừng Elab vì chiến thắng hôm nay. Thì cảm xúc đầu tiên các bạn như thế nào? Cảm xúc của em thì cảm thấy rất vui bởi vì sau thời gian khoảng gần 2 năm trời, đó là chiến thắng đầu tiên của em ở đấu trường BCS. Với cả sau khi mà trong trận đấu thì thấy là bạn đã cố gắng rất nhiều và chủ nghĩa đã thể hiện bản thân nhiều, vậy thì bạn có thể chia sẻ về màn trình diễn hôm nay của em. Em tự đánh giá màn trình diễn của em là khoảng 6 trên 10 điểm bởi vì phần lớn thì Elio đã giúp đỡ em rất nhiều ở vị trí đi đường và cũng như những đồng đội khác để giúp em rất nhiều trong vị trí macro hoặc là kêu gọi giao tranh, nên là em cảm thấy vẫn chưa hài lòng lắm so với ngày hôm nay. Sẵn tiện đang nhắc về Elo thì bạn có thể chia sẻ về mối quan hệ với bạn và Elo và cả ngoài đời và trong game. Em với Elo thì kiểu vẫn chưa thân nhau lắm bởi vì em với Elo hình như là đánh chung với nhau được khoảng gần một tuần thì mới, thế là cũng mối quan hệ mập mờ thôi, chưa cái gì hết. Về điểm hợp của các hai trong game thì Elio thì có lối đánh thiên hộ báo nhiều hơn. Em thì kiểu một phần cũng có tuổi rồi nên là em muốn gì đó nó an toàn á. Nhưng mà em nghĩ là em sẽ thay đổi rất nhiều để phù hợp với Elio nhiều hơn. Sẵn thì hôm nay thì mình thi đấu lúc 10 giờ sáng, thay đổi khung giờ nó khá là khác so với thường ngày. Thì việc mà thi đấu như thế này thì bạn cái chuẩn bị như thế nào, và việc mà ở GAM mình có nghe nói là có cái morning routine thì cái việc đó là giúp sức khỏe cho các bạn Thì em nghĩ việc này giúp cho tuyển thủ có sức khỏe tốt hơn và tập trung vào trận đấu nhiều hơn. Trong những trận đấu thì cũng có ví dụ như là trận đấu với Raven thì bạn đã thể hiện rất là tốt, nhưng mà sau đó có một số sai lầm đáng tiếc. Thì bạn đã động viên bản thân như thế nào để vượt qua ba trận đấu đó và giúp cho mình chiến thắng được trận đấu 3-1? Sau trận đấu đó thì em cảm thấy bản thân mình thiếu kiên nhẫn bởi vì những cái pha mà sai lầm của em thì phần lớn là do ở cái việc mà em thiếu kiên nhẫn, bởi vì đồng đội cũng đã thông báo thông tin hết rồi nên là em cảm thấy tiếc bởi vì em nghĩ trận đó em sẽ được MVP. Như vậy thì về cái màn diễn sau đó thì sao? Thì cả đội cũng đã cố gắng giúp em sốc lại tinh thần và em cũng đã trở lại lối đánh tự tin. Về phía mà fan của Gam này kia thì cũng dành rất nhiều thời gian cho rất nhiều tình cảm cho Elab và kiểu mà bạn đã giành được MVP ngay ra trong ván đấu đầu tiên. Thì bạn có lời cảm ơn hay là nhắn được nhủ nào đến fan Gam và mong bị cổ vũ cho Elab? Em muốn gửi lời cảm ơn tất cả những bạn đã và đang theo dõi cũng như là ủng hộ Gam trong suốt thời gian vừa qua. Và bản thân em cũng như tất cả thành viên trong đội đều sẽ cố gắng để không phụ lòng những gì mà các bạn mong đợi. Cũng xin cảm ơn. Thì đầu tiên thì bạn hãy chia sẻ cảm xúc khi được bắt đầu với Optimus, mà một người hội của BTS và cùng được giữa cố gắng. Cảm xúc đầu tiên của em khi mà được đối đầu với anh Optimus thì khá là hào hứng, khá là vui á, kiểu mình được thi đấu với lại một tượng đài của BTS.
trong giải đấu vừa qua thì bạn đã thi rất tốt với công bạn Ly, vậy thì bạn có thể chia sẻ thêm về vị tướng này và người đang có thể đứng tủ của mình. Akali thì cũng là một vị tướng mà em khá là yêu thích, tại vì khá là bay nhảy á, kiểu nhìn cũng khá là máu chiến, nên là khi mà việc bích vào thì đó là để lấy tự tin cho em. Thì trong ngày đó hôm nay thì mình đã có trải qua là 4 ván, thì nhưng mà có một cái ván thì mình thất bại, thì bạn và đồng đội đã vượt qua cái ván thi đấu đó như thế nào để tiến đến chiến thắng được một vòng? Sau ván 2 thì có lẽ em cũng khá là tiếc nuối, tại em nghĩ là mình có thể làm tốt hơn, nhưng mà sau khi lên phòng chờ thì cũng được mọi người trong team an ủi và khích lệ tinh thần. Thì hôm nay mình đã được một MVP sau cái khoảng thời gian, tự nhiên là các bạn là kêu là mình là người thay thế này kia, thì là việc em giành được MVP và hay tiếp tắt thì có tác động mạnh hơn tốt như thế nào tâm lý? Việc mà được MVP thì nó giúp cho em khá là vui với lại khá là tự tin ở những trận sau. Còn em nghĩ là lần em vào đánh này cũng là một cơ hội để cho em học hỏi và để phát triển hơn. Cái buổi hôm trước sau trận đấu thì Levi và cả đội có nói là anh lấy tin là Emo sẽ trở thành với một VCS ngay trong chính mùa giải này, thì bạn cảm thấy như thế nào về động viên đó, và bạn đã thi đấu tối hôm nay là có đáp ứng được cái lời kỳ vọng của mọi người dành cho mình? Em nghĩ là việc mà anh Khánh nói như vậy thì sẽ tiếp thêm động lực cho em tự tin. Còn em nghĩ là nếu mà mùa này tụi em có vô địch thì em vẫn chưa nghĩ em làm list số 1 VCS đâu. Thì sắp tới mình sẽ đá đầu lại với một số mid lane nơi, một người là KT là Yam cũng rất là có thể gặp, còn hai sẽ là AWS. Thì bạn sẽ mong muốn gặp đối thủ nào nhất mà vì sao? Và trận đấu ngày mai thì em mong là em nghĩ là em sẽ được gặp KT nhất để trả thù trận hôm qua. Tại vì trận hôm bữa thì lần đầu mà em được đánh layoff nên em cũng khá là thiếu tự tin cho bản thân. Thì các fan hôm nay đã kiểu sau khi mà thấy màn trình diễn hôm nay của em, bạn cũng nói là Emo đẹp quá, Emo tuyệt vời quá. Thì là bạn có thể chia sẻ em về cái lời động viên đó và việc đó là giúp thế nào cho việc tinh thần của bạn tốt nhân tiện thì em cũng cảm ơn các fan vì đã luôn ủng hộ Gam và cả em đó. Em nghĩ là những lời động viên từ các fan sẽ giúp cho em có thêm động lực. Có thể thêm một câu nữa là kêu gọi chứ mình sẽ cố gắng hơn trong người thôi. Mình mong là các bạn fan Gam hoặc là các bạn fan của VCS thì sẽ ủng hộ Gam trên chặng đường sắp tới. Cảm ơn. Cứ tập trung thoải mái đánh nha, thì mình trận đầu thôi, đừng có gì phải
lo lắng làm gì hết. Rồi cứ làm hết sức mình, vai trò của mình, nhớ là vai trò của mình nha. Ok. Đấy. Dạ mô nó. 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ok, tin rồi. Anh em tự tin rồi thì hết tên nha. Ok. Đó. Who are we? Yeah. 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 Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với ván thi đấu đầu tiên để xem ai sẽ là người chiến thắng ở trong ván thi đấu đầu này, cuộc chạm trán chung kết nhánh thua giữa Team Secret và Gam Esports. Tôi biết vòng rừng của mình ạ. Ơi, rừng có muốn cướp. Rừng có đằng trên nha, em anh lui được. Ok này. Lui được. Tao lát nha, tao lát nha. Ok ok. Sập nó cái mắt ngoài đây. Nó là fake mắt chứ. Ê, Ibo vào rừng được không? Ibo, rừng sập mất lát chạy em không? Không được nhanh thôi. Thôi rừng mất lát chạy nha. Ok. Đúng còn 3 bay trên tí anh có thể vô trên cướp nha kìa. Top bắn lát để tí anh nhìn. Top vào cắm mắt đâu kìa. Đó, bộ này. Rồi, anh nhưng mà anh chưa có e nha, anh tăng 2 quy. Rồi. Ok. Em xáo luôn, em xáo luôn. Cái gì nó cái này nhìn. Ôi. Em mới cái hộp nha, cái luôn. Thôi, luôn về kìa, luôn về kìa. Bây giờ có kéo. Có thể bao nhiêu lại được nha, có kéo nha. Ok. Ôi, reload. Thôi, luôn về anh em. Chào anh em ơi. Rồi. Ê, bị luôn, bị luôn. Chờ vô đánh. Ok, đánh. Này thở rồi nha. Ok. Bên nhìn chờ bị đánh như thế này. Ok. Anh em thôi tha thấy giờ này cho mới đánh lại ấy eo đừng nghe nha. Ok, end thôi. Rồi 20 giây kịp anh em ơi, end thôi. Okay, này quay sau tới nha. Cứ vô phá nhà thôi anh em ơi, nó mà ra thì giết nó. Nhiều khả năng là không đủ để có thể tiến ra người. Chưa kể đó tốc độ dọn lính từ Gam là quá nhanh và hai trụ bảo vệ dưới đây bị tiếp cận. Black đang muốn gỡ càng nhiều lính càng tốt nhưng không được rồi. Người tiếp theo xuất hiện đây là xe này phát ám sau đội khúc, không thể nào giải quyết được những ô lính. Yusa đang di chuyển tới và không có nhiều cơ hội lắm để cho ta có thể phòng thủ được. Và đây sẽ là chiến thắng dành cho Gam Esports, họ dẫn trước 1-0. Họ đã dẫn trước 1-0 trong cặp đấu VO5 cực kỳ quan trọng. Và đây lại là ván đấu mà Team Secret được chọn bên nữa. Đây sẽ là một lợi thế cực kỳ lớn dành cho Gam Esports ở trong ván đấu tiếp theo. Bắt nó bắt nó thì bây giờ nó sống ra rồi.
Rồi, chứ tập trung giữ vững tinh thần, mình đánh tiếp team 2 nha, team 1 và game 1 mình làm tốt không rồi đó. Sai không sửa. Không sai không sửa. Yeah. Ok. Nhảy. Nhảy đây. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, go. Go. Ok. 1, 2, 3, go! Chúng ta đến với ván thi đấu thứ hai, cuộc chạm trán giữa Gam Esports và Team Secret. Ê, có thể miết nó chạy hẳn xuống, miết nó chạy hẳn. Ok, nhìn viên nha, nhìn viên. Okay. Bóp nó lâu nha. Rồi, đợi. Đánh lẹ lui. Đợi lính sao đợi. Bạn làm gì nữa có hiểu nha. Bóp lui thẳng. Okay, đừng okay. Đừng có nói tầm gì đâu mà. Cái dai dừng ở trên. Nó lá rồi, bà bảo đi, bảo đi. Tôi tới không, Biết không lá không rờ, biết không lá không rờ nha. Ờ, không tới. Thôi gỡ cho tắp anh em ơi. Ok, biết không lá không rờ nha anh em ơi. Gửi lá rồi, cho ăn gô lẹ chạy cái này. Ờ, anh về luôn. Anh bắn luôn. Cứ đi anh bắn kìa. Ok, em cách nhìn hướng này kia bằng mặt kéo cho ấy nè. Dạ. Diệp máu. Ok. Cứ bóp đi. Nam Diệp có kéo lại nha, giờ em kéo canh rờ. Ê Diệp máu canh đi, Diệp máu canh đi. Ê em đang nhìn hướng này. Bây giờ Vi này đây mà. Đánh cơ. Orium lát. Orium lát. Rồng này em có láp mình đánh được nha anh em ơi. Anh em tự tin lên anh em ơi, không có một cái gì áp lực mà anh em phải rụt rè, anh em cứ nói chuyện to lên. Kiểu không thấy mọi người nói nhiều quá. Một chiếc đồng hồ. Cứ đứng lui cho Kaya lên tóc qua. Ai, tiếp đi. Ờ được rồi. Cái gì đây? Đây. Ok, Jimmy biết rồi. Được. Này luôn anh. Chạy đi. Hết đúp kìa. Chạy luôn. Em không chạy được. Ok. Pin lát nè. Không sao đâu, không nghe được. Tìm đường ra thì okay. Biết. Đi ra cạnh chơi được nha em ơi. Anh có rồi, có vợ ăn tức cỡ tiếp tục xuống. Em chỉ thấy người đầu chơi lên. Chạy R vô nè. Ok. Hay. Đánh con. Anh ơi. Cái nhà Orion kìa, cái gì kìa, Orion xoay chứ. À chết. Ok, hay được. Chỉnh lại được không? Em bắn được á. Ở đâu mà được à? Bắn đi. Hai. Come on. Hai này học lát nha, luôn chứ anh đừng lý về nghe. Không nhận được chung cho bắn chung. Mỗi này chơi cặp 3 đây nè. Mày, nè, cái tên đang có Wii nè. Ok. Sao cứ vô bắn chung vào hết nè, cứ bắn đi anh em ơi. Cái tầm nó không tới đâu anh em ơi. Ai đấy rồi, ở đây chết luôn rồi. Cứ bắn chung rồi. Zepi. Rồi, chơi Vi nè. Đang bị đẩy mình trong tư thế khó, ta e mà ta chạy ra được. Hackman hết khô máu là hết Vi. Và Hackman đang trong lượng máu quá đội. Nó lai mọi người của Hackman. Palace bị hắc thì chết. Và đó là chiến thắng ai không cho Game Esports. Anh nghe nói nè, thứ nhất á, mình đánh fail thì ok, mình chấp nhận, mình fail, mình chơi ngu thì mình chấp nhận, mình đừng nghĩ chuyện đó. Em hãy nghĩ tiếp theo là em làm gì để gỡ lại những cái pha đầu em đánh. Bây giờ em suy nghĩ đi, bây giờ á, cứ game 2 mình đánh ngu nhưng mà đồng đội đã gánh mình rồi, giờ mình làm cách nào để mình trả ơn đồng đội bằng cách mình chiến thắng luôn game 3. Em hãy nghĩ về cho anh, đừng có suy nghĩ về cái trận đó, nó đã xong rồi. Ok chưa? Nhớ là đừng im lặng nha, giao tiếp. Đừng nghĩ lặng, đừng nghĩ về cái đó nữa. Ok, cố lên em ơi, hay kia hay em ơi. Hay quá. Hay vậy. Ai khó khăn thì có Rồng đây lo. Chú Rồng 70.000 đồng. Yes sir. Đầu tiên á thì anh nghĩ là mọi người cho một tay. Vì game này mình sao lúc đầu mình khó
ăn nhưng mà mình không thắng. Thì vỗ tay là để nói chung là anh tuyên dương An với cả Vinh. Thì hai người kiểu tâm lý anh nghĩ là yếu hơn những người khác, nhưng mà vẫn có được những cái gọi là lồ ngược dòng á. Tức là An và Vinh thì đều hơi lỗi một xíu, nhưng mà dù sao thì đến giai đoạn sau thì bọn em vẫn lần ngược được cái tình thế, bọn em thể hiện nói chung là tốt. Nhưng bản lý như vậy bạn thấy đủ không? Đúng không? Không, anh không muốn nghe một cái câu nào mà ui ai da lỗi em trong khi mình đang đánh hết á. Không nên có. Trừ khi mà bây giờ không còn một tình huống gì nữa luôn rồi. Đồng đội mình chết luôn rồi. Thì mình có thể nói câu đấy trong trận đấu để mình giải tỏa cảm xúc không sao cả. Nhưng mà mình vẫn đang trong cái tình huống đánh nhau thì không một câu nào mà thốt ra như thế được. Với cả game 1 em thấy em nào tốt hơn mình? Game 1 chưa tốt lắm. Kiểu nếu mà em đi lên hay hơn thì game nó bờ phẹt hơn. Điểm chung của hai đứa là bọn em bị nghĩ như anh mùa nói đâu, bọn em nghĩ quá nhiều về những tình huống cũ. Mình đi lên đây là mình bản lĩnh đúng không? Một trận nữa mình vào chung kết BCS. Và chung kết BCS đồng nghĩa với việc mình là Á quân hoặc là vô địch. Thì mình phải là những người có bản lĩnh. Cho nên là mình không được thể hiện ra cái sự gọi là yếu mềm về mặt tâm lý trong lúc mình đang thi đấu được đúng không? Mình phải, như anh Tigger hay nói đúng không? Là mình phải fake it thì cứ mình cứ tự tin lên, mình cứ giả bộ mình tự tin cũng được nữa. Là mình sẽ tự tin thật sự, không được thể hiện ra những cái mà kém tự tin ở trong trận đấu. Mình cứ cố gắng giao tiếp, anh nghe mùa nói thì cứ tiếp tục giao tiếp thôi. Để ý nghe Băng nói là phản hồi, nghe anh nói là phản hồi. Vinh cũng vậy. Anh thấy game 1 em MVP đúng không? Game 1 em MVP và yeah! Em tốt game 1. Được không? Em làm tốt game 1, em không có lý do gì để em nghĩ về game 1 mà em cảm thấy em bị gọi là lỗi cái này lỗi cái kia mà để ảnh hưởng đến game 2 cả. Thì game 2 thấy bọn em làm cũng tốt hơn rồi, đúng không? Mình thắng. Không có một cái lý do gì để mình nghĩ về việc mà game 2 mình làm chưa tốt để khi mình bắt đầu game 3 mình phải nghĩ về nó cả. Mình tập trung hoàn toàn là game 3 thôi, hít thở đều, nghỉ ngơi một xíu. Let's go! Yeah! Lên lên! Máy lên! One away, let's close it out! Game thôi. Ok, mình đã dính hai không mà anh nghĩ là mình nên dứt điểm nó luôn. Mỗi giờ là phải đầu nữa, đúng không? Trả hai ván là đủ nhưng mà vẫn còn chưa xong nha. Rồi, ok, tập trung vô. Nhớ là giao tiếp vô, đừng có im lặng khi đồng đội giao tiếp với mình. Okay. Làm tốt vai trò của mình, nhiệm vụ của mình. Rồi, ok. Này cũng như 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mình còn một món thù với Viking. Ok, mình cần cái này để mình trả thù nó. 1, 2, 3, go! Woo! Let's go! Ninja! Emo time! Easy love time! Elio time! It's always a night, man! Yeah! You crazy! Chúng ta đến với ván thi đấu có thể sẽ là ván thi đấu quyết định giữa Team Secret và Gap Esports. Anh cho anh tăng thôi nha, cái giờ anh không có tung nha. Chắc okay. Anh vô luôn cho đỡ vội. Anh tăng trước được. Anh tăng. Hai rồi. Linh. Chèo. Oh man. Em bắt nhìn nó mấy chiếc này mày. Tụi tôi lên anh ơi. Chim màu đi. Ê, bị rồi. Đi anh có này giờ 20 phút chưa có biết cả. Đúng rồi, mới xíu chó rồi. Chế ui, có tuổi lên. Ui, chế ui. Đi. Cái dai, nhớ bên luôn bây giờ. Chị xin phải bên lại nha.
À đây rồi, đây rồi. Lùi về xúp ra luôn. Em rồi, em rồi. Đây có lát. Lùi em đừng lên. Lùi về. Con vô về được. Con vô cho. Nó bị chó chạy băng. Ê, em đằng sau nhìn qua lại đó nhìn em. À đừng lát nha, đừng lát rồi. Ori thì mày lát đi, vô thì xong. À đừng lát rồi, Ôi giời ơi, chết được. Hay rồi, mọi người. Bóp từ đi em biết đánh chủ nha. Em chết luôn rồi nha em ơi. Trời ơi, xây giá không bắt nổi em đâu. Mày Hai đánh biệt quá lát kéo được. Ba giây. Lùi xuống anh em, hai giây. Một lát. Hình như không ngờ luôn á anh em ơi. Đấy. Ok, thằng biết nó có lát nha, biết nó có lát nha. À đây không lát, biết có lát. Biết từ bây, anh em kéo được. Rồi. Kéo được chưa luôn em ơi. Thôi về đi. Baron. Dòng đây anh em, dòng đây. Rồi. Một giây có kéo, lùi xuống kia dài. Rồi, có đồng rồi sao? Kéo nè. Chút bộ lên. Nice. Bê đi. Tao bê, em tăng kìa. Vô để em tăng. Diện em. Wow, Levi, Ibo. Và đó là ngày mai. Chúc kết nha anh em ơi. Hay em Vinh ơi. Hay anh sao? Diện em. Cười cái em không? Dễ, cười cái. Kéo nè. Hay quá. One more. Chung kết. We're going back. Let's go. I'm white. Coi đi về. You beast. Yeah. You beast. You crazy. Amazing turnaround. Yes, it all dedicated to the head coach right here, right? Head beating Team Secret, so thank you guys. Tomorrow the Kings come to play. Being the underdog, let's enjoy it that way, right? So we have nothing to lose. Mình không sợ gì. Mình không có gì để mất đâu. So just play your best, just be you. Tỏa sáng, đây là cơ hội của mình để cùng nhau. Anh rất là tự hào là cái team, và especially là Easy Love mà bước vào một cái team mà cũng đã có sẵn một cái khung một chút. Mà em bước vào mà em với Elio là để cùng nhau như thế là rất là tuyệt vời. So keep it up. Vui mà nguyên cho ngày mai chắc là rồi.
sao mà biết. Quên hết rồi, nói cái mong muốn của em muốn đi đâu. Muốn gì? Muốn đi thành công vậy. Muốn gì? Muốn vô đấy. Yeah. Muốn đi. That's it. Thành công. 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 Đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.